Titanfall 2 đang là tựa game được sale rất mạnh trên Steam và có lẽ cho thời điểm hiện tại thì chắc hẳn chúng ta không quá xa lạ gì với tựa game này rồi. Đây có thể nói là một tựa game được coi là siêu phẩm một thời của Respawn. Vậy thì liệu ở thời điểm hiện tại mức giá sale của nó trên Steam có thực sự món hời hay không? Hãy cùng mình và Blackwood đi tìm hiểu trong video này nhé. Trước khi vào phần chính của video thì cho mình xin phép quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn là một người đam mê công nghệ cũng như sản phẩm liên quan đến gaming chủ yếu, ví dụ laptop, chuột, bàn phím máy tính, thì đừng quên đăng ký kênh Instagram của bọn mình. Đây là kênh video chuyên về công nghệ, review đánh giá sản phẩm cũng như những cái video liên quan đến đời sống công nghệ. Hãy ủng hộ bọn mình bằng cách truy cập vào đường link mình để trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu video thôi. Titanfall 2 là tựa game siêu phẩm nhưng chịu số phận hầm hưu mà Respawn tạo ra. Nó cũng đồng thời là tựa game làm nên tên tuổi của hãng làm game duy nhất mà EA chưa xiết cổ và đắp mộ những studio khác. Ra mắt vào giữa năm 2016, ngay sau Battlefield 1 đúng một tuần và trước ngày ra mắt của Call of Duty 2016 chỉ 2 tuần, ai cũng đoán rằng EA gửi Titanfall 2 ra để chết vì không lý gì khi mà những nhà kinh tế vạch định kế hoạch kinh doanh đầu não của EA lại có bước đi ngu xuẩn đến vậy để gửi một tựa game tạm có thể gọi là brand new ra mắt giữa hai ông kẹ của làng game bắn súng. Nhưng nó đã không chết. Tựa game này, bằng một cách nhiệm màu nào đó, dù doanh thu thực tế chỉ bằng 1/3 so với kỳ vọng hão huyền ngớ ngẩn của EA sau 2 tuần ra mắt, vẫn tạo nên một cú home run, vừa giữ được cái đầu cho Respawn, lại vừa mang lại danh tiếng lẫy lừng cho hãng. Và cho đến tận ngày nay, sau khi được EA đưa lên Steam hơn 3 năm, một màn sửa sai chuộc lỗi đi vào lòng người sau cú nghịch dại đầy thiểu não năm xưa, Titanfall 2 đã được cứu sống và nó đã có một cú trở lại đầy ngoạn mục khi vẫn là tựa game bán chạy nhất trên nền tảng Steam suốt 2 tuần qua, ngay cả trước mùa sale hè 2020 hiện nay. Sau phần 1 ra mắt không được đón nhận nhiệt tình với nhiều điểm bị chỉ trích, cũng như không có phần chơi chiến dịch mà đòi hỏi mức giá lên tới $60, thiếu chiều sâu hệ thống trang bị và trang trí cá nhân, thêm vào đó là có ít Titan để lựa chọn, Respawn đã học hỏi rất nhiều và lắng nghe cộng đồng để ra mắt phiên bản thứ 2, đáp ứng gần như hoàn toàn mọi đòi hỏi từ fan trung thành. Hãy thẳng thật như này, nếu bạn tự nhận là fan của dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất mà chê nó, thì chắc hẳn bất kỳ tựa game nào trên trang i8 có lẽ sẽ hợp với gu của bạn hơn đấy. 10 trên 10 không phải bàn cãi cho Titanfall 2. Giờ hãy đi sâu vào lý do chi tiết vì sao tựa game này hay đến vậy. Đầu tiên hãy cùng nói về phần chơi chiến dịch. Đặt tại bối cảnh giả tưởng vào kỷ nguyên thứ 3, tầm năm 2600 đến 2700, khi việc du hành vũ trụ và khai hóa thuộc địa vũ trụ đã trở thành chuyện cơm bữa của nhân loại, người chơi và vai một anh lính thủy đánh bộ có tên là Copper của lực lượng Militia đang theo khóa học đào tạo cấp tốc để trở thành một loại chiến binh được gọi là Pilot. Đó là những siêu chiến binh khả năng chiến đấu vượt trội hoàn toàn so với những tên lính quèn mọn khác và có quyền trực tiếp cầm lái điều khiển một loại phương tiện chiến đấu làm nên thương hiệu cho vũ trụ Titanfall 2, được gọi là Titan. Militia tự nhận bản thân họ là lực lượng cách mạng chống lại tổ chức IMC, viết tắt của Interstellar Mining Corporation, tập đoàn khai khoáng xuyên không gian, tức chính là trái đất, nhưng đã trở thành một chế độ phát xít cùng đội lính đánh thuê Apex Predator, một tập hợp những tên tội phạm chiến tranh đam mê tiền, quyền lực, chinh phục và hơn hết là giết chóc. IMC đã tiến hành khai hóa một cách dã man và tàn bạo vũ trụ, bao gồm cả những hành tinh quê nhà của Militia, buộc họ phải cầm súng lên bảo vệ chính hành tinh và tương lai của họ. Trong chiến dịch của tựa game này, Copper nhận nhiệm vụ tấn công hành tinh thuộc quyền kiểm soát của IMC có tên là Typhoon, nhưng chiến dịch nhanh chóng đổ bể khi tin tình báo đã sai lầm hoàn toàn. Hành tinh ngập tràn lũ Apex đánh thuê, tàn sát và xóa sổ hầu hết lực lượng của quân đội. Hơn nữa, người pilot huấn luyện bạn đã bỏ mạng khi cố gắng cứu giúp binh sĩ và chính bạn. Giờ đây được thừa kế lại Titan với biệt danh BT-7274. Bạn sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ của mình và ngăn chặn bè lũ IMC và Apex đang tìm cách gây dựng một loại vũ khí chiến tranh có thể hủy diệt cả thế giới. Nhưng mà thật sự chúng ta nên thắc mắc một điểm, tại sao phe ác ở trong điện ảnh viễn tưởng phương Tây tên nào cũng muốn xây một cái Death Star vậy? Một vũ trụ và thế giới giả tưởng nắm được cả 3 điểm logic rõ ràng và ngắn gọn, dù quá thẳng thừng với châm ngôn thiện đánh nhau với ác, như trắng với đen, với phần chiến dịch tuy chỉ kéo dài 5 tiếng ở mức độ khó trung bình, nhưng đủ để cho bạn tiếp tục dấn thân thêm tiến bước vào chiến đấu, mà trên hết, nó tạo ra cho bạn động lực để lái Titan hay cầm súng để giết hạ kẻ thù. Một điểm nhấn nữa, đó là việc xây dựng nhân vật, đặc biệt là với nhân vật phản diện, ở đây là các pilot đánh thuê cho IMC thuộc Apex Predator. Trước khi đối mặt với chúng, bạn sẽ được nghe ngóng những đoạn hội thoại giữa chúng, pilot địch với các chỉ huy hay lũ lính quèn để rồi cuối cùng đích thân đối đầu với chúng. Qua đó, xây dựng chút về nhân vật phe phản diện cũng như làm đậm thêm bầu khí quyển cho cốt truyện của game. Xuyên suốt phần chơi chiến dịch, bạn sẽ song hành với BT, Titan của bạn đồng thời là người bạn gắn kết với bạn.
Tựa game này đã thành công mỹ mãn khi tìm cách liên kết cảm xúc của người chơi với cỗ Titan tưởng chừng như vô tri vô giác. Kết hợp với lời hội thoại, lồng tiếng và cốt truyện, mỗi bản chơi được thiết kế tài tình. Dù cho BT là một cỗ máy AI, bạn vẫn có thể cảm nhận được nhân cách và cái hồn của một AI đang liên tục hấp thu kiến thức và học hỏi từ một người pilot chưa hoàn thành khóa học và được thăng cấp ngay trên chiến trường. Nhưng, nếu nhận xét nhìn sâu về gameplay của chiến dịch, nó không thực sự đáp ứng hoàn toàn các kỳ vọng và thậm chí có nghịch lý rất đáng kể lên phần chơi multiplayer. Về ưu điểm trước, chiến dịch chơi đơn của game đã hướng dẫn người chơi rất cởi mở và chi tiết gameplay của tựa game này như kẻ địch, từ lũ Grand Hand mọn rẻ rách đến chết chóc, chết như ngoé, lũ Spectre trâu bò một cách khó chịu cho đến lũ Titan. Bằng việc sử dụng các loại Titan trong game như một loại chùm màn chơi và cho người chơi quyền tùy chỉnh mọi lúc mọi nơi thể loại Titan mà bạn muốn sẽ giúp người chơi nhanh chóng hiểu được đặc điểm và phong cách chiến đấu chủ đạo của các loại Titan ở trong game. Chẳng hạn như lũ Ronin, ưa thích chiến thuật đánh du kích, Scorch với khả năng gây sát thương diện rộng cực kỳ lớn, Legion rất mặt dày trâu bò và Thorn có khả năng burst một lượng DPS khá lớn nếu không được để tâm. Đặc biệt nhất trong phần chơi chiến dịch là hệ thống di chuyển trong game mà chính là cốt lõi của cả gameplay tựa game này đã được thiết kế rất công phu. Trong mọi màn chơi, sẽ có lúc bạn và chiến binh Titan của mình phải chia tách nhau, buộc bạn phải sử dụng mọi ưu thế về địa hình để tự ứng biến và sống sót trước bầy đàn kẻ địch. Từ những việc đơn giản như nhảy đúp, trườn ngừa cho tới lướt tường và thậm chí parkour để giải đố đòi hỏi một lượng IQ cao nhất định để có thể vượt qua. Một trong những thử thách đầu tiên của game được rất nhiều người chơi kỳ cựu tìm cách thúc đẩy bản thân tới mức trần kỹ năng của TF2 cực kỳ cao để lập kỷ lục là Grunt Training. Dù chỉ là một màn training đầu game, nhưng lại có một chiều sâu rất ấn tượng để thúc giục mọi người chơi quay lại để tự hoàn thiện và cải tiến kỹ năng bay nhảy, sau đó có thể trở thành một phi cơ sống đích thực. Đây là bước tiền đề không thể bỏ qua, xác định sự cần thiết cho mọi người chơi trước khi bước vào chảo lửa thật sự của TF2. Mặc dù chỉ kéo dài chưa tới 5 tiếng đồng hồ, mỗi màn chơi đều có một điểm nhấn riêng của nó để tạo ấn tượng lớn lên người chơi lần đầu. Từ những màn trong khu vực cống ngầm với không gian chiến đấu chật hẹp cho đến những màn chơi parkour đến nở não rất rộng lớn và tự do, rồi cả những màn đấu Titan rực cháy cả bản đồ. Tưởng chừng như bạn chứng kiến tất cả những màn chơi đó, thì TF2 lại tiếp tục mời chào bạn những món ăn tinh thần còn đẫm mùi kích thích và khám phá hơn nữa. Một trong những màn chơi để lại dấu ấn cực kỳ tốt đó chính là Effect and Cause. Khi người chơi sử dụng dạng thiết bị dịch chuyển xuyên thời gian để vừa chiến đấu trước kẻ địch, vừa phục vụ việc parkour lẫn giải đố. Đây chắc chắn là một kiệt tác cực kỳ đáng ngưỡng mộ và phải được học hỏi trong thiết kế màn chơi của TF2 nói riêng và cả ngành công nghiệp game nói chung, đặc biệt là những game lấy bối cảnh hay năng lực dịch chuyển thời gian. Đó là về ưu điểm, còn về nhược điểm thì đầu tiên là một điểm rất nghịch lý so với phần multiplayer, đó là việc đạn dược và lựu đạn của người chơi trong chiến dịch có giới hạn và buộc phải tái tiếp tế, không như ở trong multiplayer là vô tận. Thật sự không rõ tại sao Respawn lại có quyết định khó hiểu như vậy. Có lẽ là để bắt người chơi liên tục phải đổi mới súng ống nhằm tạo động lực cho họ thay đổi và làm mới trải nghiệm liên tục. Với lực lượng kẻ địch rất áp đảo người chơi ở trong game, người chơi sẽ buộc phải liên tục tìm kiếm và kiểm soát tài nguyên súng đạn một cách hiệu quả để có thể duy trì khả năng chiến đấu ở mức tối ưu và khả thi nhất. Đây cũng có thể là một điểm tốt vì cũng giống như Half-Life, bạn không phải một thần thánh gì cả mà chỉ là một chiến binh có não bộ ưu việt hơn AI của kẻ địch mà thôi. Đặc biệt là ở những độ khó cấp cao, khi mà kẻ địch có thể giết gần như ngay lập tức người chơi nếu phạm một sai lầm nhỏ hoặc là tự tin quá trớn. Thứ hai là giá trị chơi lại. Một sự kỳ quặc nữa là trong chiến dịch của TF2, bạn chỉ được sử dụng duy nhất một kỹ năng là tăng hình, trong khi ở multiplayer lại có đến 7 thứ như bắn dây đu như Pathfinder, tạo ảnh bản thân như Mirage, tạo tường chắn đạn một chiều như Reinhardt hay Faceit như Wade, tất cả đều xuất hiện ở trong tựa game Apex Legends. Bạn sẽ không thể dùng những kỹ năng đó để làm mới mẻ trải nghiệm của bản thân mà chỉ được phép dùng tăng hình. Sau một hồi tra cứu trên mạng và không tìm ra được bản mod nào cho phép người chơi làm được điều này, mặc dù TF2 được tạo trên nền tảng đồ họa Sword Engine, lại một sự vô lý nữa khi chúng ta được biết Half-Life có đến hàng tấn bản mod từ gameplay cho đến cả một bản game hoàn chỉnh mới. Tổng kết lại, phần chơi chiến dịch của TF2 đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó trong việc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên để người chơi từng bước xây dựng, cải thiện để rồi trở thành một pilot chính hiệu, từ việc di chuyển, bắn súng cho đến lái Titan. Nhưng nó lại có giá trị chơi lại rất thấp do những chủ ý thiết kế của Respawn hoặc cố ý do họ không có thời gian để triển khai chúng, vì quả thực đó là một sự lãng phí rất lớn. Người chơi khi lần đầu bước vào thế giới multiplayer sẽ phải học và trải nghiệm hoàn toàn từ đầu những kỹ năng rất mới mẻ và game changing này trên thực địa với không chút kinh nghiệm nào từ trước. Đó là về single player, sang đến multiplayer. Đây là phần nhận được sự tung hô và ca ngợi không hết lời từ fan của dòng game bắn súng, vì suy cho cùng, Respawn chính là hãng đã từng chịu trách nhiệm sản xuất ra Call of Duty phiên bản Modern Warfare 2, một trong những phiên bản Call of Duty cực kỳ được lòng fan của series và thậm chí được cho là phiên bản tuyệt vời nhất của series để kéo dài 2 thập kỷ này. Gameplay multiplayer của TF2 được chia làm 2 mảng chính, Pilot và Titan. Về phần Pilot, một trọng tâm của gameplay mà chúng ta đề cập đó là việc di chuyển chính là cốt lõi DNA không thể tách rời của series Titanfall.
ở mức độ cạnh tranh kỹ năng cao nhất của Titanfall, gameplay của Pilot có thể nói là không mỉa mai như là lũ khỉ đột bay nhảy quanh bản đồ truy sát lẫn nhau, với tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh lên tới 50 km/h ở mức tối đa như clip bạn chứng kiến phía bên trên, cộng thêm những bí kíp là đu dây, steam booster kích thích tốc độ di chuyển và hồi máu, thêm nữa là cả hipfire tức là bắn không cần ngắm của hầu hết các loại vũ khí đều chính xác và bá đạo với độ chuẩn xác lên tới 80%, trừ bắn tỉa với một số loại súng trường. Đây là chủ yếu của Respawn bởi nó phối trộn hoàn hảo với lối chơi di chuyển cực nhanh và linh hoạt của TF2, biến Pilot thành những tiêm kích bộ binh phê thuốc đúng nghĩa. Cả sân chơi tràn ngập những công trình hay chướng ngại vật sẽ trở thành công viên rừng nguyên sinh cho lũ khỉ đột đời ươi so tài ai giỏi hơn ai. Vốn được thiết kế từ cựu nhân viên của series Call of Duty, thời gian bắn gục người chơi của TF2 rất nhanh nên người chơi không thực sự cần bận tâm quá về cân bằng vũ khí mà ưu tiên quan trọng hơn là khả năng đọc bản đồ, phân tích thế trận, kỹ năng di chuyển và phản xạ của họ. Nhưng tất nhiên, không nhất thiết lúc nào bạn cũng cứ phải bay nhảy như điên như vậy. Các bản đồ đều được thiết kế để mọi chế độ chơi luôn có những khu vực rất ưu ái cho lối chơi du kích, bay nhảy như mất trí, nhưng vẫn đòi hỏi người chơi phải có lúc quốc bộ bắn nhau như một gameplay bộ binh trong Call of Duty truyền thống. Đặc biệt, trái với suy nghĩ của nhiều người khi nghĩ rằng gameplay của Titanfall là hoàn toàn dựa vào sự cơ động, bạn vẫn có thể hoàn toàn trở thành một camper đúng nghĩa với bộ build bắn tỉa, kiếm một vị trí ưu thế để bắn hạ những pilot vi phạm tầm nhìn của bạn hoặc đơn giản là quá ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Hay toxic hơn một chút là sử dụng một bộ build camper đúng nghĩa meme. Đó chính là súng máy Spitfire kết hợp với kỹ năng khiên chắn đạn giúp bạn trở thành một Rambo trong băng cờ đúng nghĩa. Cũng đồng thời là một điểm đáng khen nữa trong thiết kế bản đồ, đó là sự cân bằng giữa gameplay giữa Titan và Pilot. Trong game, Titan là một thế lực rất đáng gờm mà ta sẽ nói sau, nhưng Pilot không bao giờ cảm thấy quá bất lực trước chúng. Toàn bộ các bản đồ đều có những khu vực an toàn hay góc khuất mà Titan không thể di chuyển hay làm tổn thương bạn ở trong đó được. Bạn sẽ có luôn nhiều phương án để chống trả lại chúng, từ lựu đạn làm mù chúng, súng chống Titan như laser bắn tỉa hoặc tên lửa đuổi cho đến cả việc đu lên chúng để ăn cắp pin và ném lựu đạn vào lò phản ứng của chúng. Respawn, bằng phép màu nào đó, đã cân bằng được yếu tố tâm lý giữa Titan và Pilot, biến cho việc chọc tức Titan, thọc gậy bánh xe và ném đá dấu tay lên chúng thành một phần không thể thiếu đối với gameplay trong mọi trận đấu game. Trong các chế độ chơi không có cạnh tranh kỹ năng với người chơi như là phần chơi đấu tài nguyên hay chiếm cứ điểm, sẽ luôn có sự xuất hiện của kẻ địch NPC trong game được gọi là Grunt. Chúng không thực sự là mối đe dọa đáng kể, xuất hiện ở gần như mọi nơi và có thể bị đánh bại cực kỳ dễ dàng, giúp người chơi chưa thuần thục khả năng PvP của bản thân có thể đóng góp cho đội của bạn hoặc phục vụ như một hình thức giải trí trên đường săn lùng pilot người chơi khác, với 5 kẻ địch NPC bằng giá trị của một pilot người chơi phe địch. Đồng thời, việc đánh bại những kẻ địch NPC cũng làm tăng điểm triệu hồi Titan của bạn, nên không phải lúc nào bạn cũng chỉ chăm chăm lo đánh nhau với người chơi khác. Một pilot thông minh và có hiệu quả là người có thể gọi Titan ra trước để tạo hiệu ứng snowball, còn được gọi là lăn cầu tuyết theo cách gọi của game thủ Việt, cho thế trận của đội mình. Đấy là còn chưa kể có những lúc đồng đội NPC của bạn sẽ báo hiệu những thông tin cực kỳ quý giá cho bạn như việc chúng đang giao tranh với Titan địch để biết bạn đường chạy hay tìm đến chúng, hoặc thậm chí là báo cáo cả vị trí của pilot địch. Thế nên đừng khinh thường chúng quá mức mà hãy tôn trọng và cảnh giác với chúng ở mức độ nhất định. Đó là về pilot. Còn về Titan, sau khi kiếm đủ điểm nhất định thông qua việc đánh bại người chơi hay farm bot NPC, bạn sẽ được triệu hồi Titan. Chúng chính là những ông chủ thật sự của chiến trường, có thể làm khuynh đảo cả thế trận và nhắc nhở lũ pilot rằng ai mới là bố chúng nó ở đây. Người lái Titan hoàn toàn cảm nhận được sự hiện diện và áp lực cực kỳ kinh hoàng từ họ qua sức mạnh và sự ảnh hưởng lên bản đồ, nghiền nát lũ NPC chỉ trong chóng vánh và tàn sát những tên pilot vô lại không biết tôn trọng và kính sợ chúng. Chúng là những cỗ máy chiến đấu khổng lồ có thể bẻ gãy hoàn toàn khả năng lội ngược dòng của quân thù và hoàn toàn cũng có thể ngược lại, đạp đổ đà chiến thắng của kẻ địch để cân bằng lại thế trận, thậm chí là thắng ngược. Một người chơi Titan xuất sắc là một Doom Slayer đúng nghĩa trên chiến trường, giữ bản thân hắn vào cỗ quái vật Titan sống sót lâu nhất, trong khi hủy diệt càng nhiều quân thù càng tốt và gây thiệt hại tối đa lên Titan địch trước khi buộc phải tự hủy. Các Titan cũng có sự khác biệt trong vai trò rất lớn, đặc biệt là giữa việc đối đầu với những Titan khác solo 1v1 hay việc săn lùng các pilot khác. Không một Titan nào là hoàn hảo trong mọi mặt cả, chẳng hạn như Monarch có khả năng hồi giáp trong khi giao tranh nên cực kỳ ưu ái cho việc đánh nhau tầm trung. North Star là Titan chuyên bắn tỉa với sát thương mỗi phát cực giáp nhưng lại rất yếu đuối khi đối phó pilot địch. Scorch vô cùng bá đạo trong việc kiểm soát đám đông trước một tá Titan nhưng lại rất yếu đuối và dễ bị outplay khi đối đầu 1v1. Hay Thorn tuy rất khó chịu với lượng DPS lớn cùng với tấm khiên chắn đạn nhưng rất dễ trở nên tổn thương khi không có khiên và buộc phải cận chiến. Khi Titan đối đầu với Titan, đó là một trận chiến khác, quá khác biệt so với những màn chạm trán giữa Pilot với Pilot hay giữa Pilot với Titan. Tựa game từ một màn khỉ đột ném đá rượt bắn nhau hay chuột nhắt cắn đuôi mèo bỗng chốc trở thành một màn cờ vua hay cờ tướng đấu trí đúng nghĩa. Từ khả năng phản xạ,
kiến thức và trình độ am hiểu các loại Titan, đặc vị thế trận hay não kẻ địch, cho tới cả việc tính toán sự can thiệp từ đám đông thì cắn trộm. Những màn giao tranh giữa Titan với nhau, đặc biệt là những màn 1v1 luôn là những điểm thu hút của trận đấu, kéo theo đó là những tên pilot đói khát vinh quang và cả những Titan khác đang thèm khát đánh đấm với đối thủ xứng tầm với chúng. Đó là về multiplayer, Titanfall có một chế độ chơi nữa là PvE, được gọi là Frontier Defense, một dạng game thủ thành yêu cầu bạn phải bảo vệ một mũi khoan khai thác trước đợt tấn công của kẻ địch NPC. Bạn bắt đầu với bộ trang bị cơ bản, giết hết kẻ địch ở đầu game rất đơn giản rồi gọi Titan, chống trả lại một lượng cực kỳ lớn Titan địch. Hoàn thành màn chơi bất kể thắng thua, bạn sẽ thưởng kinh nghiệm mở khóa năng lực đặc biệt của Titan mà chỉ có thể sử dụng trong chuyến điệu chơi này, như North Star với khả năng bắn xuyên nhiều mục tiêu hơn. Súng máy của Legend có sát thương cao hơn và Ultimate Smart Core, một dạng emboss sẽ kéo dài hơn nữa. Ở hai mức độ khó ban đầu, gameplay rất đơn giản và bạn gần như không thể thua được trừ khi chú ý quăng game. Nhưng ở các cấp độ khó sau, đặc biệt là cấp 4, Master, kẻ địch cực kỳ man rợn và sẽ hủy diệt bạn hoàn toàn nếu Titan không đủ level và tên nào đó không cố hết sức mình hoặc làm tròn nghĩa vụ của hắn. Nhìn chung, đó là một chế độ chơi để giết thời gian và giúp bạn lên cấp nhân vật và mở khóa đồ, không cần đánh nhau với người chơi khác. Mặc dù vậy, khi nó lặp lại liên tục sẽ cảm thấy khá nhàm chán vì gameplay nào cũng như gameplay nào, không mang tính cháy nổ như khi đấu với người chơi khác. Ngoài ra, chúng ta còn có cả những chế độ chơi khác. Titanfall 2 có tới 10 chế độ chơi, trong đó có cả cướp cờ, hai chế độ Live Fire, nôm na như là ngã tư tử thần ở trong đột kích vậy. Titan Brawl, chỉ duy nhất Titan đấu với nhau, và Last Titan Standing, Titan phe nào sống sót cuối cùng thì thắng. Mang tính cạnh tranh về kỹ năng so tài khá cao, nhưng cũng là những thử thách mang tính đổi gió rất mới mẻ. Đồng thời, meta của game trong những chế độ này cũng rất khác biệt so với chế độ chơi thông thường. Nếu lấy tiêu chuẩn là chế độ Attrition, một bộ build camper trong chế độ chơi thông thường có thể rất hiệu quả khi farm điểm, nhưng trong Live Fire thì lại cần phải xem xét lại hoàn toàn do gameplay có tiết tấu nhanh khiến cho camper rất khó có đất sống. Titan Ronin thì tuy rất tỏa sáng ở trong các cuộc chiến 1v1 đi bắt lẻ, nhưng trong chế độ Titan Brawler với hỏa lực tầm xa là meta thì lại tỏ ra lép vế hơn cả. Monash tuy hơi yếu đuối trong chế độ thông thường nhưng lại có thể trở thành một con đỉa da nhách sống sót cực kỳ lì lợm ở trong Last Titan Standing. Trích lời văn của kênh review game huyền thoại IGN. It is a little something for everyone. Cuối cùng là về giá trị chơi lại. Về giá trị chơi lại, bản chất gameplay của Titanfall là sự hỗn loạn cực kỳ và không có bất kỳ một trật tự hay đường lối nào cả. Nhờ sự cơ động mượt mà và tính linh hoạt tuyệt vời kết hợp mịn mà với gunplay lên cơ chế di chuyển của người chơi pilot, kết hợp với sức mạnh không thể chối cãi nhưng mang tính quy củ và đòi hỏi trí não tập trung đầy quyết đoán của người chơi điều khiển Titan, khiến cho không một màn chơi nào giống một màn chơi nào cả. Chính vì vậy, nó không khiến chúng ta bị nhàm chán. Tiếp đó là khả năng tùy biến hay trang trí. Một chỉ trích của Titanfall 1 đó là thiếu chiều sâu trong việc trang trí người chơi và Titan, và phần 2 của tựa game này đã khắc phục rất nhiều thiếu sót đó. Sau mỗi một màn chơi, bạn sẽ mở khóa một đống phụ kiện mới, từ vũ khí, kỹ năng, trang bị phụ kiện cho tới những đồ trang trí bản thân như là banner, patch hay skin vũ khí, hay thậm chí là cả nhân vật pilot và Titan. Có hàng tấn đồ trang trí tinh chỉ mà nâng cấp trải nghiệm cho người chơi, từ những banner hay skin bắt mắt để khoe mức thông thạo của bạn như số Titan hay pilot hạ gục. Vũ khí của pilot thì có trang bị kính ngắm và perk súng như bắn nhanh hơn và nạp đạn nhanh hơn, băng đạn mở rộng hay hạ gục pilot địch giúp giảm thời gian hồi kỹ năng. Titan thì có thể thay đổi cả một lối chơi của nó, như Scott có thể miễn nhiễm với lửa chính nó hoặc lửa sẽ tăng sát thương hơn nữa. Tone có thể tăng số tên lửa bắn ra, hay khiên có thể sống chịu nhiều sát thương hơn. Legend có thể chọn tăng số lượng đạn súng máy hoặc súng máy của nó có thể tích đến 2 stack đạn pháo đặc biệt, vân vân mây mây. Trích dẫn lại câu nói của IGN. It is a little something for everyone. Cuối cùng trong những thứ này là microtransaction. Thế kỷ 21 rồi, giờ ai cũng đủ thông minh để lên án cái thứ quái quỷ này cố tình bóp nghẽn trải nghiệm chơi của game để người chơi buộc phải nôn tiền ra cho đỡ tốn thời gian. May mắn thay, microtransaction có tồn tại trong game dưới dạng DLC, nhưng tất cả chỉ là đồ trang trí mang tính thẩm mỹ như skin Titan và banner hàng hiệu, không ảnh hưởng gì đến gameplay hết. Chính vì vậy, chúng ta có thể đi đến kết luận cho tựa game này. Tiền thân của Apex Legends là một tựa game Battle Royale đang vô cùng nóng bỏng trên thị trường game hiện nay. Titanfall 2 có thể gọi là một biểu tượng không may mắn ra đời do sự ngờ nghịch của EA, nhưng ngược lại, nó cũng rất may mắn là hắn ta đã chuộc tội sau 3 năm chỉ nhờ việc đưa game lên cửa hàng của Gaben. Titanfall 2 có lẽ đã có thể nổi tiếng và nuốt chửng cả tượng đài công nghiệp mì ăn liền của Call of Duty và thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của EA, nhưng muộn còn hơn không. Titanfall hoàn toàn xứng đáng sự tung hô tâng bốc mà nó nhận được, và nếu bạn là fan của dòng game bắn súng, bọn mình thật sự khẩn khoản bạn hãy nhanh chân tậu cho mình một phiên bản bản quyền của tựa game này. Nhờ đợt Steam Summer Sale này mà server châu Á của chúng ta đã đội mồ sống lại, và bọn mình hy vọng sẽ sớm được so tài và đuổi bắt với bạn trong một tương lai không xa. Còn bây giờ...